Hello, xin chào quý vị và các bạn. Chào tất cả quý vị và các bạn lại tiếp tục đến với video của mình. Thật sự rất là buồn cười mọi người ạ. Hồi nãy mình có xem một cái thông tin báo chí cũng như trên TikTok rất là nhiều những cái thông tin chia sẻ về cái sự việc là theo mọi người, bánh mì có phải là thực phẩm hay không? Sự việc hy hữu này xảy ra ở là Nha Trang. Thì có một cái chốt kiểm dịch thì người dân đi mua những cái nhu yếu phẩm, trong đó có bánh mì. Thì có một cái cán bộ ở trong cái chốt kiểm dịch đó nói rằng là bánh mì không phải là thực phẩm. Thật sự là mình cũng rất là buồn cười luôn. Phải nói rằng là đây là một cái câu chuyện lạ. Đã là một trong những người ở trong cái chốt kiểm dịch thì chắc chắn phải có những kiến thức nhất định. Vậy mà bánh mì cũng có phân biệt là thực phẩm hay không nữa mà phát biểu lên như vậy cho khiến những người dân mất lòng tin. Thật sự là mình cũng bó tay luôn. Nói chung hiện tại dịch bệnh đang lây lan rất là nhanh. Cái chỉ thị 16 thì áp dụng cho rất là nhiều những cái tỉnh thành. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được rằng kiến thức đó nó áp dụng như thế nào, thực phẩm, nhu yếu phẩm hay là ra làm sao thì phải hiểu biết chứ. Bây giờ bánh mì mà không phân biệt thì không biết được họ sẽ hiểu được cái gì nữa. Học hành đến nơi.